Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ thắng kiện chống lại Trung Quốc tại WTO. Các nhà sản xuất xe hơi Hoa Kỳ có thể vui mừng trước một chiến thắng lớn. Hoa Kỳ đã thắng một vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới chống lại Trung Quốc. 3 năm trước đây, Trung Quốc đã áp đặt gần 22% thuế trên những chiếc xe sedan lớn và những chiếc xe SUV nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Bắc Kinh nói rằng các công ty sản xuất xe hơi Hoa Kỳ nhận được các khoản trợ cấp của chính phủ và bán phá giá xe tại thị trường của Trung Quốc. Chính quyền Obama đã nộp đơn khiếu nại với WTO vào năm 2012. Đại diện thương mại Hoa Kỳ ông Michael Froman đã nói đây là một chiến thắng quan trọng. Trong năm 2013, tổng giá trị xuất khẩu xe hơi của Hoa Kỳ là 65 tỷ Mỹ Kim, trong đó 8.5 tỷ Mỹ Kim được xuất khẩu sang Trung Quốc, là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hoa Kỳ. Quy định thuế phi lý của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 5 tỷ Mỹ Kim trong số xuất khẩu này. Trung Quốc là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và là một thị trường xuất khẩu quan trọng đối với GM và Ford. Phán quyết của WTO được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi thương mại và quan hệ ngoại giao của Trung Quốc với Hoa Kỳ đã trở nên tồi tệ đáng kể. Chỉ trong tuần trước, Hoa Thịnh Đốn đã cáo buộc 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc xâm nhập vào mạng lưới Internet của các công ty Hoa Kỳ để ăn cắp bí mật thương mại. Trung Quốc đã phản ứng bằng cách đình chỉ các cuộc thảo luận làm việc với Hoa Kỳ về an ninh trong không gian mạng. Tuy nhiên, chiến thắng của Hoa Kỳ tại tòa án chỉ mang tính biểu tượng. Trung Quốc đã để cho quy định thuế xe hơi hết hạn vào năm ngoái.